dùng tiền 500.000 đồng mua vé trạm BOT Cai Lậy. Theo ghi nhận, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, chỉ sau 30 phút thu phí thì khu vực quầy bán vé BOT Cai Lậy trở nên ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi. Một số tài xế không dùng tiền lẻ mà dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé. Thời điểm hiện nay, lượng xe lưu thông hướng từ Vĩnh Long về Tiền Giang khá đông, trong khi chiều Thành phố Hồ Chí Minh về lượng xe không nhiều. Ở khu vực trạm BOT Cai Lậy không có tình trạng ùn ứ kẹt xe. Một số tài xế sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé khi qua trạm BOT Cai Lậy và nhân viên phải mất nhiều thời gian để đếm và thối lại tiền. Trước đó, trên mạng xã hội, giới tài xế đã thẳng thắn nói sẽ dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé. Họ cũng kêu gọi các tài xế dù phản đối việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1A, nhưng việc phản đối phải tuân thủ pháp luật cũng như không để cho đối tượng xấu lợi dụng để gây ảnh hưởng đến anh em tài xế.